này kem cho ba thăm lưới kìa. Hôm nay trời hơi gió nha. Em cũng không biết nữa, ví dụ như mà đâu anh? Ui. Có cái gì không anh? Trời. Trời ơi, đã vậy. Em có món ngon nữa cả nhà, đi thăm thử coi có không mà ai ngờ có rồi. Lên em nè. Ôi, đừng nhớ à. Kem lại coi cá thì kem. Quá đã luôn. Đi mê vừa, đi mê vừa. Dạ. Nè, để đi cái hai chồng mình đi làm thăm cái kia anh này. Đi ba và ba con đi thăm. Đi đi. Rồi rồi cái đi học rồi cái đi. Đừng có đạp môn mất con lắm môn á. Đừng đạp nè, đừng đạp nè. Giỏi. Kìa. Kìa ba. Đây. Này à, ơi. Cá khủng hả? Trời ơi, cái gì vậy anh? Anh bung luôn. Trời ơi. Ơi cá sặc. Ủa ơi, ngon quá vậy anh. Trời ơi. Chúng bánh rồi. Bánh này chúng bánh rồi. Trời ơi, Ken ơi, cá lắm rồi con. Trời ơi, Ken ơi, cá bự quá kìa Ken ơi. Mạnh nhiều mạnh. Sao? Cái con gì? Con gớt được con, chứ con làm một xương gớt được. Con gạt ba đó. Cái làm ba hết hồn. Quá wow. Thì vợ chồng em nếu thăm có cá thì vô nấu món gì đó cho cha mẹ em ăn luôn nha cả nhà. Quá trời ơi. Ôi, dính đường cá chê đó hả anh? Ừ. Trời ơi trời. Cá chê chà bá luôn nè. Quá trời ngon luôn nha. Cái đầu này còn không? Đây, dính được mấy em lương kìa. Mấy con lương. Với mấy con cá rô. Mà sao được con lương này nó vô cái này nữa trời? Lương vô mà lại nó không có xảy ra anh ha. Ổn nha. Không cái lỗ này cái 12 cửa ngục em là mua cái chồng lưới nhỏ nha. Nó không có bò ra được. Cái gù gù không em. Ừ cái gù ngon quá. Cái sơm tại gần lục bình nè. Ồ. Ui ngon quá nha. Quá trời ngon. Ồ. Bưng lên cho cả nhà coi đi anh. Quá trời luôn nè. Ui. Trời ơi xảy. Ôi cá kìa. Ui. Đi. Sảy anh. Quá. Ôi. Cá về nè. Chà bá luôn. Vậy ba. Đây nè. Đã bá luôn nè. Trời ơi. Này mình về mình măng luôn à. Ừ. Ừ, hết sảy luôn á. Ở đó, kìa. Ở đó cái mừng nó có bông súng kìa. Là anh súng là mẹ vậy. Tới 4 giờ mấy em mới về tới nhà. Cái này đi làm đồ ăn rồi sẵn về mời ba mẹ ăn cơm luôn. Bông súng ngon quá anh. Trời ơi, như đây đó là được một bữa ăn thật là ngon cho cha mẹ em luôn rồi đó.
ơi. Đây, được mấy bông vậy anh? 10 bông. 10 bông hả? Ờ, 10 bông. Rồi. Vậy cả nhà chờ vợ chồng em nha. Bây giờ vợ chồng em đi vô nhà chuẩn bị mặn cá rồi nấu món cá kho me chấm với lại bông súng nha. Vô anh ơi. Giờ em nay em kho với lại me nha, me trái mình. Khi nãy em đi ra ngoài vườn của em thấy một ít lá quế nè. Mình sắc cho nó thơm. Nãy nhín được con cá chê bự quá trời luôn á. Chồng em hái được mới bông xuống quá trời ngon luôn nè. Bông này là bông non luôn á. Trời ơi cả nhà ơi. Nó nghèo luôn. Tươi gói luôn nè. Sôi lên nữa nha. Này kho lạc đi. Kho lạc chấm với bông súng. Cho me thẳng vô luôn đi, rồi một hồi khi mà nó nước sôi á, rồi cái là me của mình nó bung vỏ lên là mình ăn được luôn rồi nha. Nãy em ít nước này, cái này em cho thêm me đi. Cho thêm 2-3 trái me nữa. Cho chua không mới đã. Đây. Nhiều quá chua không em ơi? Không đó, chua đâu, 5 trái. Chờ đây chút xíu rồi cái nó sôi lên cái em mới dầm ra được nha. Cái làm gì đó, con làm thợ sửa xe hả? Sợ sửa máy hả? Thấy không? Rồi ngồi chơi đi. Hôm nay đi học về rồi cái rồi đi lên đây quay với em nè. Tại nghiệp không? Cái đi học giỏi không? Giỏi hả? Hoàng quá. Cái lá quế quen. Cái nó thơm. Nay có kem chắc em sắc một cái ớt à? Tính sắc hai trái cho cay mới ngon mà thôi có kem cho nên là sắc ít thôi. Kem biết ăn ớt không nè? Không à. Ăn ớt ngon lắm á con. Cay. Ngọt không? Ớt ngọt hay cay? Cay. Ngọt. Cay. Ngọt ngay nha. Cay. Các bạn thấy gì? Mọi người thấy nó già chưa? Nghe nó ngọt là dễ gì. Ngọt ngay nha con. Cay. Cay lắm hả? Thì con tập ăn cay đi. Thì con thấy mấy người khác ăn cái ớt khác còn cay hơn nữa. Ừ. Con tập ăn cay đi. Rồi bữa nay con ăn mấy chén cơm nè nó ba nha coi. Ừ. Rồi bữa nay con đi học rồi mẹ xưa có khen giỏi không? Ừ. Ủa hả? Bữa nay đi học bà xưa cho con cơm gì? Cơm canh. Canh gì nhớ bạn nghe coi. Canh bí đỏ. Canh bí đỏ hả? Ngon không? Rồi ăn được mấy chén? Ừ. Ăn được mấy chén? Được chén. Chén mau qua. À. Cho cá em vô. Khi nãy có con cá này cả nhà ơi, trứng nè. Trứng nó nè. Nó bự quá. Hết trời ngon luôn. Được cá nè, con cá rô lúc này là trứng nhiều lắm nha. Trời ngon. Mặn mấy con cá lóc nữa nè, em mặn có 2 con lươn á. Cho hết vô, nhà cả nhà coi nè, trứng nè. Ồ, cặp nào cặp nấy nè, tròn vo. Giờ thì trời nó sôi lên là nêm nếm mình ăn được đó cả nhà. Vâng. Cái nước tương. Ken là món đặc biệt. Tại vì Ken không biết ăn cá. Ken dở ăn cá lắm. Ôi ôi, me nó sôi ùng ục luôn em ơi. Nãy vớt bọt kìa. Vừa ăn rồi đó anh hồi nãy. Vớt bọt kìa. Cái này nè em muốn ăn giống vậy là em phải chỉnh lửa cho nhỏ nhỏ chứ kêu kêu xuống nữa. Để trên bếp. Là cho cá nó chín rồi em chỉnh. Chỉnh cho nhỏ rồi giờ bếp. Bọt kêu dưới vậy. Ừ, mà để bếp vậy đó. Ăn. Cá nó giờ chín nè. Cái này mình liếm một cái rồi mà bỏ cái phần này của em vô. Nước mắm để hồi em chấm. Wow, sôi ùng ục luôn em. Cho vô nha. Anh em mùi thơm nè anh ơi. Cái này là phần lá quế nha. Với lại ngò gai á. Wow, bỏ cái ngò một... Thơm không Ken? Bỏ cái ngò gai với cái lá quế như nó thơm phức nha. Không chịu đâu. Không ơi, Ken không biết ăn chua. Con không biết ăn mà. Quá ngon.
Nhưng mà mọi người cùng dùng cơm chiều với lại vợ chồng em nha. Em bới cho. Cái ăn cơm với con, cơm với nem nướng nghe. Dạ. Ừ. Quá ngon. Em bới cho Ken với. Đây 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 mẹ bới cho. Cái mày đói bụng rồi. Chiều giờ lăn xăng với mẹ. Ừ. Ok ok ít ít. Bóc cho mẹ một miếng. Rồi. Ba xịt nước tương cho Ken đi ba. Ken nè, Ken ăn mấy cây. Hả? Ken ăn mấy cây? Hai cây. Hai cây. Xịt ít thôi nghe. Thôi. Ăn cơm với nước tương với nem nướng, hồi nãy em có sắm cho một ít nem nướng. Ăn cơm nguội cũng ngon. Ăn cơm nguội cũng ngon hả? À? Nhưng mà con còn nhỏ thì phải ăn cơm nóng nha. Con ba cây đi ha. Đó. Nay tụi em ăn trên bếp luôn nha. Tại em nhúng vào con súng á cho nên mình ăn trên bếp á nó nóng nó mới bà. Dễ xèo con súng. Rồi. Rồi. Rồi mời ông bà cô chú. Nhìn vô máy đây. Nhìn vô máy đây. Để con mời đi. Mời mời bà cô chú ăn với con. Mời bà cô chú ăn với con. Mời mọi người cùng ăn cơm với chồng em luôn nha. Nè em cho em. Anh lắc ra đi anh bóp bỏ vô. Dạ phải không? Này mình bóp thì nó mau xèo lắm. Ôi ơi. Nước có con có gì đâu. Wow. Anh trời ơi. Trộn đi anh. Anh phải ăn chín nên ăn mới được, sống sống anh ăn mới được. Tại vì mình bật trên bếp mà nó mau chín. Ken nay Ken ăn cơm với thằng nem nướng của Ken nha. Ken ăn trứng cá không? Mày múc cho. Hai trứng cá bự quá nè Ken ơi. Anh bóp nó nhỏ nhỏ thôi, cho nó mau xèo. Nhát khúc này nè, ừ nhỏ thôi, mình vừa miệng mình ăn là được. Ba mẹ ăn đi. Con chú đi ba mẹ. Ba mẹ chờ rau xèo xuống ăn được. Ừ. À, đi làm về á mới về tới rồi tụi em tranh thủ đi quay. Đi quay. Để em làm cho. Thôi nghịch tay anh á. Đi ăn được rồi đó. Nó hết đỡ chuyến anh em. Ừ, em hết giỏi. Để thử tay nghề coi. Thử tay nghề của em. Mà em nấu lúc nào cũng ngon hết trơn á. Thấy không? Mà nấu lúc nào cơm cũng ngon. Ai nấu vậy? Ai nấu vậy? Mời cả nhà miếng bông súng nha. Để chồng em mời mọi người con cá rô nha. Quá ngon. Bông súng nó giòn thiệt á. Mình ăn cái này nè. Là mình ăn với bông súng mẹ. Hoặc là tai tượng mẹ. Là mình nhúng mới ngon như thế nè. Nhưng mà mọi người một ít bông súng nè. Mọi người hai con hành mẹ nhìn thấy con gì không? Con gì con? Nhện. Nhện hả? Hai con nhện. Ừ. Cao được tay đầu lắm nè. Ừ. Bông súng ngọt. Ừ. Nè cả nhà nè. Một miếng bông súng với em nữa. Bông súng này nó còn ngon hơn cá nè, nó giòn nha. Thì nó ngọt. Cá rô của em á nó ngọt hay à. Hôm nay là em may mắn á dở mấy cái 12 cửa ngục của em á là mấy con cá rô bự bự không à. Ôi, cái tướng này nè. Đây là tướng mấy trứng con. Ờ, một trứng coi. Mời cả nhà một miếng trứng nha. Coi. Cái đang giỏi quá. Nãy dính được hai em lương nữa ra. Cá rô nó béo rồi em. Ngon quá. Nó không tanh luôn. Mời mọi người nha. Ừ. Có chén mà. Ừ. Trời ơi quá. Ừ. Ở trong chổng ăn thì không á. Có, bây giờ ở trong nào? Ở trong bên xưa. Quay đi học á hả? Rồi rồi rồi. Căng căng hời hời út. Chén chén cạnh. Ừ. Rồi ba mẹ đi làm mà con nhớ ba không? Đó. Coi là bữa nay con được kỹ rồi. Hôm nay là thứ 6 cho nên được kỹ. Đây. Okay. Con á. Mời con. Mời ba mẹ còn làm một ngày nữa rồi ba mẹ mới ở nhà chơi với con được. Thấy không? Hai bữa luôn hả? Ừ, ba đi làm không? Mời. Ăn lương mà. Ăn. Ba nghỉ một bữa luôn hả? Con nghỉ bao nhiêu bữa? Con nghỉ 2 ngày. Con nghỉ 2 ngày.
người khúc lương với vợ chồng em nha. Đúng. Em lấy khúc bự đây. Đúng, con này con gì? Nhưng mà mọi người. Lương. Quá giỏi. Chấm miếng nước mắm. Con lương đúng không mẹ? Đúng rồi, con lương. Wow. Con ăn không? Không. Ở trong cổng ăn được không? Bông súng nước này là nó xèo hết trơn nè. Ngon quá nè. Ăn mình, nhiều nhiều đi anh. Mình ăn bao nhiêu mình bỏ thôi để nó xèo. Đây, mà nó ngon. Cả nhà. Bông súng này ngon, cho nên là vợ chồng ăn nhiều. Đó. Ngon hết sảy. Ôi nha. Hết rồi mày. Giỏi quá quê. Giỏi quá. Con nữa không? Nữa. Rất rồi. Để đây cái này. Ngon không bà? Ngon. Thôi. Mẹ làm lúc nào cũng ngon con. Mẹ làm lúc nào cũng ngon. Ừ. Ai làm biết mẹ làm cơm thì. Mẹ làm ngon số mấy? Có 12 luôn. Ồ dữ vậy hả? Nhà mình dễ kiếm cá lú. Dân lưới chút xíu à. À ừ. Ngon lắm. Không có cá ngon hay gì. Chút nữa nha. Cá rô, cá lóc rồi cái nữa. Đi làm nước hả? Có tè kè. Chơi chưa? Giỏi, đi làm để xịt nước tương cho nè. Ừ, ngon. Ngon. Ngon, con phải ăn nhiều chịu, chứ nha. Chịu khó một chút là có được cái món ngon này. Cái này vợ chồng đó. Đi làm gì đâu có ấy. Ba. Đói bụng lắm. Ba đi làm gì đó bụng. Đói chứ con. Đói bụng. Mấy ba mẹ cũng đói vậy. À. Đói bụng muốn chết. Này ngon quá ha con. Wow. Mày cả nhà một con cá rô nha. Cá rô này nó mập hết sức mập em ơi. Đây nè, mập mềm hết trơn nha anh em. Mở có mở luôn. Con cảm thấy là con cũng ngon với lại cũng ngon. Đúng rồi. Hôm nay Ken không có ăn cá được cho nên là em mua nem cho Ken ăn. Cá rô nó mấy ngày luôn á. Nhưng mà cả nhà một con cá lóc đi chị chồng em. Quá không? Ngon quá trời ngon ơi. Em ăn thử con rồi. Không biết ngại luôn á. Ngon quá trời ngon ba ơi. Con mặt uống nu. Uống nu quá. Bá ngon quá trời ngon. Ngon mà nó nổi mà. Nó nổi mà uống ghê uống. Cái này chắc ăn tới tối còn chưa hết à. Ngon hấp luôn anh. Chà hấp anh nè. Quá rồi. Không, đừng lắc. Anh ăn rồi. Hấp miếng nước đi. Nóng lắm chứ. Ba phải ăn bụng chung. Để bà bà. Ngon thiệt mà. Cái bông súng này mà mình làm mà lẩu mắm gì ăn cái con lắm ha em. Cái này làm đậu phai cũng ăn được. Này lẩu mắm, lẩu mắm bỏ vô mình nhúng trên chảo mình ăn. Ừ, cái đó chắc ngon lắm nha. Ba phải lấy nước cái nước rồi. Nó thơm. Nước cho con ra. Thôi để đây cho nó ăn. Rồi. Thằng mới có thích nước. Có thể không? Cái này còn con lương nữa nè. Con không? Đang đấu kìa. Nhưng mà cả nhà con có gô mập với em nha. Trứng không nè. Cơm vô em bới ha. Con anh ăn cá rô nay em đói bụng quá em ăn hết rồi bế thêm chén này nữa nè. Chén bự lên bự lên chén đầy luôn á đầy lớn mày đói á đói hả ba mẹ nó bụng để lên chân này nè cá rô cũng béo em ơi bông súng của mình nè xèo hết rồi nè. Tắt bếp được rồi. Anh phải chín chín ăn được. Không, chín giờ em phải giờ cộng đi em ăn nữa không? Không em ăn cá một chén cá luôn nè. Bao nhiêu được không? Em bới cho anh chén.
tới rồi hả? Lên tới hả? Đói bụng. Bạn hết nực cơm mẹ luôn. Chắc nó rối chiều chiều phát mát hơn chiều rồi đó. Chắc giờ vô chiều á. Giờ con quay clip và xong rồi đi sớm. Xong rồi đúng rồi, tối luôn. Ủa em đi là 4 giờ. Lên tới đây quay cái này là 6 giờ mấy rồi. Này, mày ở nhà một miếng mày. Quay mà có hơi tối, cả nhà cũng thông cảm giùm nha. Em ăn lương không? Không, em hai ba tháng rồi. Con lương mập uống luôn. Quá ngon. Lương này mình dừa, thấy kho mắm đó anh ha, ngọt. Quá ngon. Ngon kìa anh. Ai mà làm ngon quá vậy? Nói ba nghe coi. Ờ. Cảm ơn hai cục vàng nha. Từ từ coi. Mẹ chờ. Ken đang thắng ba mẹ, Ken đang hai chén trước ba mẹ luôn. Ở nhà một miếng nó muốn nha. Ủa không? Bông súng chứ. Lộn. Đi vậy? Mẹ mày lộn. Rồi, lộn luôn. Quá ngon. Quá ngon quá trời ngon. Mày cả nhà miếng bông súng nha. Giờ này tối anh ha. Ừ. 6 giờ rồi. Con về lại ăn cơm không? Ừ. Không, không phải không? Con về ngon quá trời ngon bữa nay. Đây là con thấy là bụng không có gì ăn hết rồi bữa nay. Bữa nay á, mấy bạn không cho ăn kém mới làm không. Nên bữa nay á, con mới lâu ăn hết cái cơm. Rồi ăn rồi. Ờ, giỏi quá rồi. Mày mát rồi đó. Tối anh ơi. Thì vợ chồng em thúc video ở đây nha. Tại vì trời này sụp tối rồi. Em sợ là thiếu ánh sáng á, cả nhà sẽ không thấy á. Thì đây là bữa cơm vội vàng của vợ chồng em thiệt á. Bữa cơm tối. Vợ chồng em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip của vợ chồng em nha. Nếu như mà cả nhà có cảm thấy yêu mến và quý mến vợ chồng em thì cho vợ chồng em xin một lượt like và một lượt đăng ký nha cả nhà. Gia đình em xin tạm biệt cả nhà nha.